Cho anh chị xem tổ ong nè, dữ lắm luôn, nó lớn. Khủng long còn vô cái ổ ong bự lắm nha anh chị. Nè, hết biết à, từ sân Bắc á à, cũng mến chào và cô dì à, chú bác à, anh chị á, và các bạn gần xa cũng được nhiều sức khỏe nha. Thì ngày hôm nay tiếp tục đi lấy mật ong gừng nữa anh chị ơi. Đó thì ngày hôm nay á, xuống anh So đó, xuống anh dẫn đi hốt nè. Mới tới cái ổ ong nè anh chị, mới gặp ổ ong, hỏi ông cứu ở đây hốt mà giờ nó xuống nó bu nè anh chị, thấy không, quá trời rồi. Rồi bây giờ thì cũng để quay trở lại cho anh chị gặp ông chủ nhà với anh So nha. Đây ông chú đây, ông chủ ổ ong, chào ông con cái luôn ơi. Trời ơi. Đó. Đó, ông chú nha. Đây à, anh So chào em luôn ơi. Rồi chào cả nhà, nay mình lấy ông hết nổi mấy ổ cao quá, nhờ bạn xuống giúp đỡ nha. Đó, ok vậy là im rồi. Rồi để đi lại đẳng cho anh chị xem tổ ong nha. Giờ nó quýnh quá trời, nó quýnh rồi, nó bụng tùm lum hết trơn luôn rồi. Cái camera mình cấp gài sao bị kỳ quá anh chị ơi, cô bác ơi, camera nó bị tới thời cái gì rồi, sao nó rung quá trời, rung không biết nữa. Giờ mình không dám lại tới gần nữa anh chị. Nó ong kìa, chị thấy không, nó trên bình nó trở nên chừng mét mét ngoài gì đó, mạng thằng cái ổ ong luôn rồi. Đó, khủng khiếp, khủng long bự lắm nha. Rồi bây giờ nó bu mình xe luôn nè anh chị, chị thấy không, e luôn đó. Rồi bây giờ thì để quay trở lại và trang bị đồ nghề. Chích kìa anh chị ơi, trang bị đồ nghề rồi sẽ lên hốt nha anh chị. Rồi bắt đầu lên nha anh chị. Nó ổ này nó quá trời dữ rồi, không biết mình lên mình nó có vấn đề gì không đây. Để mình đút đuốc đó mới được. Dữ lắm, nó bù đó anh chị thấy không. Nó bù. Con này chắc tối mặt trời quá anh chị. Cái này cây bạch đàn nha anh chị. Ừ. Cho anh chị xem tổ ong nè, dữ lắm luôn, nó lớn. Khủng long còn vô cái ổ ong bự lắm nha anh chị. Nè, hết biết chưa, chói mặt trời quá anh chị ơi. Ổ nó dài cái này, dữ lắm luôn. Cục mặt ở trên nó phì kìa anh chị, phì trên đó, phì trên đó. Mệt cũng chết. Rồi ổ nó đã nè anh chị, nó kéo nè. Đó, ổ này tầm khoảng chừng 20 ngày, hai mấy ngày nha anh chị. Ổ này nè, tháng cũng không chừng nữa. Ổ này nè, trời ơi nó bự, khủng khiếp chưa. Để chèo lên đây đo gan cho anh chị xem.
đừng gớt cái đuốc chậm cái. Mình tính cái gan chỏ này nè anh chị. Ủa quá thì khói à. Đây nha. Bắt đầu từ đây ha. Đây nè. 1 2 3 4 5 gan anh chị. Tới đây 5 gan mà còn mãi phải 2 gan nữa. Là cái ổ này là 1,5 m nha anh chị. Tính cả cục mặt luôn nha. Bị diễn mét rồi, là ổ mãi còn 2 gan, 2 gan mấy gì nữa. Đó. Rồi bây giờ để coi cục mặt làm sao nha. Ấy da, ấy da. Ừ, nó quýnh anh chị. Mặt tầm 1,5 m nha anh chị. Ấy chừng 1,5 m. 1,5 m mặt anh ơi. 1,5 m mặt à. Chưa chấm dôi nữa. 1,5 m mặt cùng. Ừ. Rửa mặt nha anh chị. Quá trời cục ké luôn à, uổng quá. Mấy bên đây mặt hơi ít nè. Vô cục ké. Ít rửa mặt tối đa. Hết biết chưa. Đã nghe anh chị. Đó. Mặt đã chưa. Quá phê. Mẫu rồi nè, nó bự rồi nè. Lớn. Hết biết không. Mặt bên đây nãy mình thấy bên đây mình mới phê. Mới phê. Cho anh chị xem bên đây nè. Nó khủng hơn bên kia. Nè anh chị. Thấy không? Mình tính đâu bên đây như bên kia cái nó là vô ấm gạo luôn rồi. Ai ngờ nó cũng bên thì bên thì bên ít nha anh chị. Cũng quá quýnh anh chị ơi. Rồi bây giờ để cắt. Tùm lum tè lé hết trơn à. Đấy cái là dừa. Để tôi dừa ra ngoài mới được. Thank you.
Có gì khó khăn anh chị xem cũng thông cảm nha, nó cận quá trời cận, nó làm nó quýnh không có trở tay kịp luôn. Anh Sơn ơi, chạy đây lấy cái bịch chồng vô giùm ai. Trắng mùa hết trơn rồi. Đốt rồi kìa. Dạ. Chừng lít lít mấy hả? À? Ừ, nó bu. Đây anh chị cục mặt này có lít rưỡi nha anh chị. Quấn. Bấy sấy bù hóc trơn rồi. Đánh rã luôn em ơi. À, ok. Bu rồi nè. Quá rồi em ơi. Nè anh chị coi nó bu rồi nè. Thấy không? Còn có giống gì đâu. Không còn gì hết trơn. Nó bu tùm lum hết trơn, xuống tới đất nó còn bu nữa nè. Nè anh chị thấy không, bữa chạy rồi đít đít rưỡi nha anh chị, thấy chưa, quá đã chưa. Đó. Đó không, cả mét rưỡi nha anh chị, tính cả cục mặt này luôn nha. Đó. Chưa, đây màu đỏ ao, màu tươi gối. Đó. Quá là ok. Còn cái ông này kìa, hơi ắt này ông kìa, ông túm đuốc gì tùm lum trơn kìa. Ông chủ, ông chủ ổ ông kìa, cái này ông đi chơi nguyên cái lùm khói luôn. Rồi anh chị ơi, bây giờ thì cũng cho Tư Săn Bắt xin kết thúc video nha. Hẹn anh chị những cái video đi lấy mặt con gần tiếp theo nữa nha. Và có thể là săn bắt con này con kia rồi thêm nữa, dặm thêm nữa cho anh chị xem nha. Rất mong được anh chị like và subscribe và chia sẻ cho Tư Săn Bắt nha. Rồi bây giờ bye. Bye luôn anh ơi. Rồi bye bye cả nhà luôn cả nhà ơi.